Các bạn thấy AV của mình có tối không? Bây giờ mình bảo Bu, Bu cháu ơi, Bu cháu cấm vào cái điện cái. Nâu thế, độc cắm thôi mà nâu thế. Đấy rồi, sáng chưa các bạn, thật sáng chưa? Đấy, để mình bắt đầu mình chui vào các bạn nhé. Ây da, đẹp thế nhỉ, oách, sách, cười chưa? đây các bạn ạ, bên này thì mình sử dụng bóng xanh này các bạn này. Bóng kia bóng xanh này. Còn về bên này thì sử dụng bóng trắng này. Bây giờ mình thử dùng bút điện, mình thử điện cho các bạn xem nhé. Bây giờ nó đang rất chi là ẩm, mình thử xem có nhiễm điện không nhé. Nếu mà nhiễm điện thì mình cũng có thể là suy nghĩ lại. Không việc gì các bạn nhé. Không có một chút điện nào dò gì ra luôn. Mình thử bên này cũng vậy xem nào. Cũng không thấy dò các bạn. Đây các bạn thấy chưa, không thấy dò luôn. Đây các bạn thấy chưa, mình thử đi ra ngoài, lùi lùi ra ngoài để xem nó như thế nào các bạn nhé. Wow. Đây. Các bạn thấy sáng chưa? Nhìn tin xịn chưa? Đấy. Ở đây mình thử một cái, bởi vì là cái video hôm qua ấy, thì mình không kịp thắp cho các bạn xem được. Thì buổi tối mình thử test thử cho các bạn nhìn được một chút xíu thôi. Đấy, hai bóng màu xanh các bạn nhìn thấy, hai bóng màu xanh này, hai bóng bên màu trắng này. Nhìn sáng hết đấy nhỉ. Long Đen xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Các bạn thấy đấy, đoạn đầu mình cho các bạn xem một chút xíu về mình thử coi như là cái bóng điện này của mình ấy. Thì các bạn thấy đấy, hôm nay thì vẫn ok. Thì hôm qua, tối hôm qua thì cũng muộn ghê ấy. Mình test thử thì mình cũng thử. Các bạn thấy đấy, mình thử sử dụng bằng bút điện. Mình cho đây xem có hở điện không, như kiểm tra tất cả là không có một cái vấn đề gì các bạn ạ. Thì các bạn sẽ nghĩ rằng là mình làm cái bóng điện này để mở suốt ngày đúng không? Không phải đâu. Mình thực ra cũng mới chơi chim, thế nhưng mà cũng am hiểu một chút chút từ cái việc các bạn đóng góp vào những ý kiến cho mình ấy. Thì thi thoảng thôi, mình chỉ mở lên, ví dụ như là nó thực ra nếu mà trường hợp có khách chẳng hạn, người ta đến tối chơi chẳng hạn, thì bảo mình thôi mình bật cái bóng lên cái cho nó đẹp chút xíu thôi, chứ còn không phải là mình cứ thắp suốt ngày để ảnh hưởng tới chim. Bởi vì là hôm qua ấy, mình thử một lúc đấy mình đã lo lắng cho mấy chú chim của mình rồi, sợ nó bị hoảng, giống chim này nó bị hoảng thì nó bị chết, thì nhiều khi là mình chăm sóc nó sẽ khó hơn, cho nên mình hạn chế, tức là mình chỉ làm cái này để cho đẹp thôi. Rồi như vậy là các bạn cũng đã thấy là một cái hoa tay thứ 11 của mình cũng khá ok rồi đúng không? Đấy, sau này view bóng có vấn đề gì cái chúng ta chỉ cần thế này thôi, là tháo ra thôi các bạn. Đây. Đấy, như này là chúng ta có thể tháo ra thôi. Rồi chúng ta lại đậy vào. Đấy. Thế còn thì đây là cái chú sáo các bạn ạ. Chú sáo thì cái hôm mà mình thả ra ấy, mình thả ra thì mình có phát hiện một cái ngón chân của cậu ấy là bị sưng. Khi mình mua về thì mình không để ý các bạn. Thì thấy một cái ngón chân bị sưng thì mình lại bắt ra. Mình bắt ra sau đó là mình bôi thuốc này, mình mổ cái bên trong cái ngón chân này ra thì nó có một cái nhân kén ấy. Sau đó là mình bôi thuốc, các loại thuốc vào, băng bó 2-3 hôm. Thì hôm nay cái chân của hắn đã thấy ngót ngót rồi, thì mình cũng tiến hành mình thả ra để cho vào cùng một cái con ở trong này. Nói thực ra các bạn, cái việc này thì mình chữa bệnh cho chim này mình không muốn quay, bởi vì là YouTube nó có những cái hành động rất chi là căng về cái vấn đề về động vật, cho nên các bạn hết sức thông cảm mình. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành mình thả nó ra. Đấy, mình mở cái cửa này ra rồi cứ kệ nó thôi, tránh những cái cảnh quay nó có một cái gì đó nó không hay các bạn. Các bạn thông cảm cho mình việc đó. Sáng nào cũng thế, quét dọn. Vừa lấy thì mình có xả nước vào đây các bạn này. Vừa lấy mình có xả nước vào đây này các bạn này. Tưới tiếp cho cái non bộ của mình. Đây gọi là
vào động phong nha kẻ bàng, hay có một bạn bình luận với mình bảo là đây giống như là sự tích khổ ba bả. Thực ra thì mỗi một bạn có một cái góc nhìn khác nhau các bạn. Thì các bạn, cái nước này thì khó nuôi cá lắm, nhưng mà để vài bữa nữa để mình nghiên cứu xem có cái loại cá gì mà nuôi ở trong này không. Không là mình sợ cái con đâu nhỉ, mình sợ cái con trích ré các bạn, là nó ăn mất của mình thôi, chứ còn thì mình nuôi cá ở đây đơn giản thôi mà, chỉ sợ con đấy nó ăn cá thôi. Thì mình hôm nay mình sẽ đi mua cái máy về để nắp để cho thành cái thác nước nó chảy róc rách này này. Thực sự là mình cũng chưa làm cái việc này bao giờ đâu, cái điện nước của cái bể cá này chưa bao giờ đâu. Nhưng mà bảo là đến hôm nay đi hỏi mua thì cũng bảo người ta hướng dẫn luôn cho mình cho là tiện các bạn. Thì bây giờ thì xin mời các bạn nào cùng với mình đi mua thêm mấy con cá nữa và mua cái máy đấy xem tình hình như thế nào. Không có con cá là đẹp đẹp không, về nuôi thả ở đây, hoặc là có mấy giống cá bảy màu nào đẹp đẹp hơn không, để mua tăng cường thêm cho bể cá cho nó sinh động các bạn nhé. Chúc các bạn là xem video vui vẻ. Các bạn nào cảm thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn có thể đăng ký ủng hộ kênh để chúng ta liên tục gặp nhau, chia sẻ những niềm vui trong cuộc sống. Hai bạn sáo đã ra rồi các bạn kìa. Đấy, con sáo kia ra, chân nó vẫn hơi đi một chút xíu. Cái cánh của nó mình thấy làm sao, cái đầu cánh của nó cũng bị mình nghĩ là chắc là mua về của nhà người ta, là người ta để trong lồng, thì con sáo này nó sổ lồng nhiều quá thì nó bị trọng thương. Mình nghĩ là như vậy. Thì cái hôm mang thả ra thì mình không để ý đâu. Mua hàng thì mình không được đến tận nơi kiểm tra đâu, bởi vì là nó đang có dịch ấy. Thì là người ta cứ đóng ở trong cái thùng đấy. Thì các bạn, mình đã từng quay cho các bạn xem rồi. Người ta đóng ở trong thùng đấy, sau khi về thì mình thả nó ra. Thì thấy phát hiện là như vậy thì thôi, nhưng không sao. Mình cũng cố khắc phục, bởi vì trong một cái môi trường nó không phải là tự nhiên này, nhưng nó rộng rãi như này thì nó sẽ không sổ lồng nữa, thì nó sẽ ok các bạn ạ. Các bạn ơi, mình tậu thêm một con máy này này. Tậu thêm con máy này về để cho chạy hò non bộ này. Cây thủy sinh này trông này thôi nhưng mà chát lắm, giá hơi chát. 15-20 nghìn một cây này nghe có vẻ là hơi mặn, giá này giá mặn quá. Thì các bạn bảo mình là mua nhiều cá bảy màu vào ấy, thì nhưng mà cá bảy màu thì ở đây người ta cũng ít lắm, cho nên chẳng có nhiều mấy gì. Thôi hôm nay thì mua tạm lại mấy cái con nhỏ nhỏ này này, mới lại mua mấy cái con này về chơi cho vui vậy. Còn cây thủy sinh thì được bà chủ, tí nữa bà chủ bà tặng luôn rồi. Ôi các bạn ạ, vừa mới về tới nhà này, về tới nhà cửa còn chưa kịp cả mở này. Ôi ôi, dầu trí tường bờ các bạn, dầu trí tường bờ, để cái máy ra đây đã. Để máy ra đây, thì mình chia sẻ cho các bạn một cái này hay lắm. Ôi, đau hết đầu. Không thể hiểu được cuộc sống này. Để mình cho mấy cái con cá này vào trong cái bể kia của mình đã. Cái vấn đề cá này thì mình sẽ nói chuyện với các bạn sau. Úi trời ơi. Úi, mấy con cá mình đẹp không? Thôi rồi, để tạm đây đã. Quay sang cái máy các bạn ạ. Dầu trí thường bỏ. Úi dồi ôi, nghĩ nó ả cái cuộc đời. Nay bị ăn quả kẹo nưa rồi. Mình mua cái máy này ấy. Mua cái máy này ấy, thì hôm đi mua ấy, thằng Quế nó bảo mình, bảo là em đi mua thì là nó có 280. Thế nhưng mà sau người ta bảo là 250 đây các bạn này, 280 này. Thì người ta bảo là 250. Em mà cả còn 250 thì mình nên, mình bảo là để cho cái máy loại 280. Mà hôm thằng Quế nó mà cả còn 250 đấy. Ủa đấy, mình lại thật thà đến thế đấy chứ nhỉ. Thế thì đưa ra cái máy thì mình không kiểm tra là máy cũ hay mới, nhưng thấy bóc vào trong hộp ra. Bóc vào trong hộp này ra. Thế là mình về mình hỏi Quế, bảo chú ơi, hôm nay hỏi Lăng Anh mua rẻ hơn cả của chú. Anh mua có 220 mà cả 250 là cả mấy con cá, 4 con cá kia là 250 thôi. Thì con máy này chắc chỉ thành độ 220. Ôi Quế bảo thôi chết rồi, anh ơi là anh ơi. Em hôm nọ cũng hỏi mua cái máy này, người ta đòi 200 nghìn. Em giả có 150 thôi nhưng người ta không bán. Thế nên hôm nay cái máy này lại đưa về tay bác rồi. Thì nhục thế gì nè, nhục không có gì nè. Đây các bạn này, chân cắm này tuét hết rồi. Chốc phải điện lại cho bà chủ quán ở tình hình xem thế nào chứ. Một là có rẻ rẻ hơn thì không được mang giả chứ. Mà mình nghĩ bụng bảo là chả nhẽ hôm nay là mình đẹp trai hay sao mà chủ quán mẩn thế nào để bán rẻ cho mình thế. Hóa ra là mình ăn kẹo lừa rồi. Nhục quá. Này còn thế này chứ, này còn kể chia sẻ với các bạn này, còn thế này nữa thế này. Mua cá ở bà chủ này hôm nay lại cho rong.
Đấy, mình tỉ tê bà chủ lại cho cả rong. Mình bảo mới mới đầu mình hỏi mua, các bạn thấy mình hỏi mua đấy, hỏi rong bảo sao đắt thế, sao bà chủ cho cả rong này. Đấy, sao bán cá tất tần tật, cả cá, cả rong, cả máy là 250.000. Ồ, mình bảo ồ quái nào, hôm nay ra cổng chắn trai rồi. Hóa ra là cái máy này máy cũ các bạn. Đây, cũ quá rồi. Mà hỏi bà chủ quán bảo à, chị ơi chị cho em hỏi là chị sinh năm bao nhiêu vậy? Bà chủ bảo là em sinh năm 91 thôi. Bảo vâng, thế thế thì chị còn ít hơn em 4 tuổi cơ. Chán lắm. Thôi, cái chuyện vui bỏ qua, còn cái máy này mình sẽ phải xử lý bà chủ quán này thôi. Bây giờ thì mình đi đấu nước vào xem nó ra hình hài cái gì, cái kiểu gì các bạn nhé. Mình vừa mới mua thêm cái ruột gà này này để làm cái đường nước. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành vào chế các bạn. Các bạn đã nghe thấy tiếng róc rách chưa? mình chưa biết đằng đấu, thành ra là mình cũng chưa có sự chuẩn bị trước các bạn ạ. Đáng lý ra thì là phải cho nó lên đỉnh trên kia thì nó chảy xuống thì đẹp hơn. Nhưng mà nó không còn cái lỗ nào nữa. Thì mình rồi sau này sẽ phải thiết kế thêm một tảng đá nữa ở trên này các bạn, để cho cái đầu vòi lên trên kia, cho nó chảy xuống dưới này cho nó đẹp. Bây giờ thì mình vừa đấu thử ấy, mình vừa đấu thử xem nó sẽ như thế nào. Thế nhưng mà nói chung là cũng thấy khá ok. Nước máy cũ nhưng mà nó cũng mạnh ghê ấy. Vừa lấy mình điện cho bà chủ bảo là tình hình nào bán cho máy cũ thế, bà chủ bảo là nhầm. Em ơi chị nhầm, sao lại có cái sự nhầm lẫn nó lại hay thế nhỉ. Nhưng mà thôi được rồi, dùng thấy nó cũng khá ok. Hôm nào bảo bà chủ xem thế nào chứ làm ăn thế. Các bạn thấy đấy, mình cũng đang muốn hỏi các bạn là bây giờ cái bể cá này thì có thể nuôi được cá gì. Mình tính là định là nuôi mấy con cá ba đuôi các bạn, không biết là cái nước này liệu nuôi được cá ba đuôi hay không. Cái này mình đang đắn đo. Nếu như các bạn cảm thấy mà nuôi được, bạn nào thấy nuôi lại cá gì mà nó ok thì các bạn chỉ giáo giúp mình nhé. Thì còn thì như vậy là đã xong cái phần hò non bộ được 80%. Mình vẫn muốn thêm một cái cao cao lên trên kia nữa để cho nước nó chảy từ trên xuống thì nó sẽ đẹp hơn. Nhưng bây giờ tạm thời nó thế này các bạn. Đây, chú rùa đã được Osaka, được tắm mát như này các bạn này. Đấy, hướng về nước đấy. Rồi, chia tay với cái hòn non bộ này. Cái cơ bản nó đã như vậy rồi. Bây giờ thì mình vào thả mấy con cá vừa mua ra các bạn ạ. Hôm nay thì mình mua thêm một cái loại cá nó khác hơn một chút xíu các bạn. Cái loại cá của mình là cá bảy màu, thì cái đuôi của nó này nó cứ nhè này. Thế nhưng hôm nay mình mua cái cá bảy màu này thì cái đuôi của nó đậm màu hơn ấy. Thì hỏi chủ quán là cái rong này có mắc răng không? Bà chủ quán nó toàn đưa ra các loại 20.000 đến 30.000 một cây thôi. Ôi, tưởng bà chủ bà này hôm nay sao tốt thế, cho mình rong này, bán lại bán rẻ cho mình này. Hay là mình lại bảo chả nhẽ cái độ đẹp trai của mình nó lại gớm ghê đến ảnh hưởng tầm cao thế hay sao? Hóa ra là buồn lắm. Đấy các bạn ạ. Thì mình muốn mua ấy, cái con cá gì nhỉ? Con cá gì mà vừa lấy màu cam cam ấy, mình định bảo các bạn, mình giờ mình lại quên mất tên mất rồi. Mình cũng định thả vào đây vì cái màu nó rất chi là đẹp, thế nhưng mà chỉ sợ bà chủ bà ấy bảo là cá đấy là nó ăn cá con, thế mình không dám mua. Thì tất nhiên thì mình mua thì cố tình mua thì cũng được thôi, nhưng mà sợ nó lại vất vả các bạn. Thì cái con cá bảy màu của mình lần này mình mua là nó sẽ là một cái màu, cái đuôi của nó sẽ là màu cam. Thì mình tính là nếu mà nhân giống được với cái con này ấy, cái con cái này ấy, thì không biết là ra được cái loại gì ấy không ấy. Cũng khó ghê ấy. Mong sao là nó ra được cái loại thập cẩm bồ đề tí cho nó màu mè, cho nó sặc sỡ. Thì còn cái con cá đâu nhỉ? Đi đâu mất rồi? Có một con cá đâu nhỉ? Con cá đen đen này này. Đây các bạn, con cá đen đen đang có chửa này. Đấy. Dòng này là dòng gọi là gì nhỉ? Chân châu hay là cái gì ấy, đang có chửa. Thì mình muốn con cá đen đen này này là nhỡ mai đâu nó lại nhân giống ra được cái màu khác nữa, bởi vì là mình thấy củ quế nó cũng có một con mà nó cũng đen đen này, đang có chửa đẹp ghê ấy. Thì còn một con màu trắng nữa.
con đấy nó gọi, con cái đấy gọi là, thôi mình cứ thống nhất gọi nó là con long đen đi các bạn. Mình thấy con mình mua thêm một con màu trắng ấy, nó gọi là gì nhỉ, hắc công tử các bạn này. Nếu mà con này là thấy bà chủ bảo là con này là con trống, thì mong sao nó ra một cái màu con nó đẹp đẹp tí. Nếu mà đen cộng màu trắng thì không biết thành màu gì. Nhưng mà nói chung là nói với các bạn là mình thì cứ cứ mua về thôi, cứ nuôi thôi, nó ra được cái con gì thì nó càng tốt. Bởi vì là với cái kinh nghiệm của mình thì thực sự là vẫn còn non và xanh, chưa thể làm được cho cá nó ok. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái con cá của mình mà hôm qua nó có chửa mà đến hôm nay nó vẫn chửa đẻ các bạn ạ. Để mình cho các bạn xem nhé. Đây là các bạn này, ở bên cái chậu này ấy, thì là mình đang nuôi cá con ấy. Thì ở với bên chậu xi măng bên kia cứ con nào có chửa to là mình sẽ mang sang bên này để cho nó dưỡng thai và nó sinh sản ở bên này, thì nó sẽ tĩnh nước hơn và nó có nhiều rong hơn các bạn. Thì ở bên này có một con cá nó đang có chửa rất chi là to mà nó không chịu đẻ các bạn nhé. Đây, rất chi là to. 11 giờ đêm hôm qua ấy, mình múc nước ở đây ra khoảng độ tầm hai cái bát nước này bạn này, xong mình lại cho tiếp vào hai bát nước nữa để cho nó, mình cái kiểu như là làm cho nó một cái tí nước lạ vào ấy. Thì giống cá là có nước lạ vào thì bao giờ nó cũng dễ sinh sản hơn. Đây, con này nó cứ ở trong này thôi, nó cứ ở ở dưới này, nó cứ bơi, nó cứ lờ đà ấy. Mà mình cũng không biết là con này nào nó đẻ trứng hay là đẻ con nữa cơ, cho nên mỗi một lần đi mua thì lại là một lần chủ quán là người ta lại lừa. Đôi chim của mình ấy, đôi chim sáo thế mua bán thế, mình cứ hay thật thà các bạn ạ. Mua về cũng chả kiểm tra đâu, đến khi mở ra khui ra thì mới kiểm tra mới có thế nào thì phát hiện là như vậy thôi. Lần trước mua gà gà mặt quỷ cũng thế, về cuối cùng ra toàn gà coi như là mặt khỉ chứ không phải mặt quỷ nữa các bạn, buồn ghê. Mình nghĩ là chắc con này cũng sắp sửa đẻ rồi. Con chim kia cứ kêu, vừa đấy nó díu ghê lắm, nó líu ghê kinh khủng luôn ấy. Đấy các bạn chỉ giúp mình nhé, hộ mình cái, bởi vì là kinh nghiệm của mình cái con cá vừa đấy, con cá múm hay là cái gì nhỉ, đấy mình không biết, nhưng không biết có nuôi được trong này không. Còn mấy con cá con lớn ghê rồi này, cái con cá kia nó có chửa, mình thấy là nó đi nó hơi lặng lè. Nó đi là lặng lè kiểu như người có chửa ấy, cảm giác nó cũng nặng nề hơn. Thế mà ở làng mình có một cái ông ấy các bạn, mình bây giờ phải gọi là cụ. Cái cụ đấy cứ thắc mắc là tại sao phụ nữ có chửa không biết là có lặng hay không. Thế là cụ mới đeo đá vào bụng, cụ đeo đá vào bụng thì là cụ giã gạo. Cụ kêu mệt quá, cụ bảo ui dồi ôi đúng là phụ nữ có chửa vất vả thật. Đấy là kiểu phương pháp là muốn thử xem có chửa, cảm giác của người phụ nữ xem nó như thế nào đấy. Thế mà cụ đeo đá vào bụng, cụ giã gạo. Đấy, bây giờ mình thì đang tò mò đang hỏi xem là cái con cá này sao có chửa nó lại lặng lè thế. Chán lắm mình. Cá con lớn ghê các bạn, cá con lớn ghê rồi ấy. Chắc độ tầm 10 ngày nữa là mình nhìn thấy khá rõ rệt, nhưng bây giờ nhìn cũng tạm tạm ổn rồi. Cứ càng lớn thì lại thấy càng nhiều hơn hay sao ấy. Thôi được rồi, chia tay với những chú cá này, mình có một cái có một vài cái các bạn hỏi mình là cái mấy đàn gà của mình nuôi giờ còn không, thì mình sẽ cho các bạn xem. Bưởi năm nay được mùa quá các bạn, toàn bưởi, nhà tiền thì không có nhưng bưởi thì đây. Cây lạnh thế sai là sai luôn này các bạn này, sai lắm. Đây là bưởi diễn các bạn, mùa này bưởi diễn không ăn được, vẫn chưa ăn được chứ không phải là không ăn được, chưa ăn được. Thì các bạn hỏi mình là cái lô gà mà vừa rồi mua 28 con ý, thì có còn không ý? Thì thưa với các bạn này, đây còn nguyên nguyên si 28 con, nó rút hết ở phía dưới này các bạn này, chưa lắng là nó rút hết phía dưới này, 28 con vẫn đầy đủ luôn. Còn cái lô trước nữa ấy, còn cái lô trước nữa thì đây này các bạn này, đây giờ nó đã đẹp trai như này rồi này, rất chi là nhiều. Nói chung là vườn nhà mình rộng ấy, tha hồ thả ra nhiều lắm. Đôi gà Tân Châu của mình vừa thả lúc sáng các bạn, cho nó tắm nắng ra ngoài tắm nắng đấy. Bởi vì các bạn sợ mình kiểu như là nuôi hoặc là nó bị tèo ấy, nói chung các bạn quan tâm đến mình rất chi là ok, nhưng mình không dám ra cái chỗ đàn ngỗng kia, sợ ra giờ nó lại kêu các bạn. Nhưng mà chỉ thích thú nhất là vợ chồng nhà Tân Châu đang dắt nhau đi kiếm ăn thôi. Thôi đó là một những cái gì mà mình đã chia sẻ với các bạn hôm nay. Chỉ hơi buồn một chút xíu là mình buồn cái bà chủ quán hơi sai lệch với mình một chút xíu. Thì cái video này cũng là một cái video gửi tới cho các bạn những cái tình cảm, những cái chăn nuôi và chăm sóc những động vật. Thì rất mong rằng nó là một cái video giúp các bạn xả stress, giúp các bạn vui vẻ trong cuộc sống và trong công việc.
thì Long Đen cũng kết thúc video đây. Một lần nữa xin chào các bạn và hẹn các bạn ở những cái video tiếp theo. Nếu như các bạn nào mà yêu mến Long và những con vật của Long nuôi thì các bạn có thể đăng ký ủng hộ kênh để chúng ta luôn được gặp nhau, tâm sự, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống. Xin chào các bạn.